Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang đã trao tặng 35 suất quà cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 35 suất quà được trao tặng cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đợt này là bánh sữa và mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt. Tại buổi trao tặng quà đại diện trung tâm công tác xã hội quỹ bảo trợ trẻ em tư vấn giáo dục nghề nghiệp phục hồi chức năng hà tĩnh đã động viên chia sẻ những khó khăn đối với các cháu đồng thời mong muốn các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống mong các cháu luôn chăm ngoan học giỏi phấn đấu trở thành những người công dân có ích cho xã hội